Hello anh em, lăng xê còn một ít nhá. Thì mình gửi chuyển phát đến hôm 22 âm thì sẽ dừng gửi anh em nhé. Anh em nào muốn lấy thì ra riêng lấy tiếp nhá. 22 âm đến hôm sau là ông công ông táo đấy anh em. Ok, nay lại chọn mồi đi câu lăng xê thôi. Chim ăn chuột ăn, người ăn cá ăn, cái gì cũng ăn chuối hết. Ôi, lúc nãy để cái độ sáng nó loa qua anh em chả nhìn thấy gì cả. Như mọi khi anh em ạ. Ôi, cái đấy cho lược quả, ăn lược quả đi. Cho chim. Thôi lược quả thôi. Bóp lẫn luôn cả đấy đi, đừng bóp riêng em. Mệt quá. Cho cái này lóng thế nhỉ? Cái gì nào? Dáng sửa chuối mắt là sửa ở ngoài lóng lóng cái gì? Anh em nào lấy lăng xê thì tranh thủ lấy lốt đi nhá. Gửi lốt hôm nay là bao nhiêu âm nha? 14 rồi. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Gửi tuần nữa anh em ạ. Cũng tuần nữa. Tuần nữa là nghỉ Tết anh em nhá. Lăng xê đắt nhất hành tinh luôn. 50k một bộ. Mẹ, tiền nào của đấy, các lồn thì ông đi mua cái cần câu 100.000. Câu ra được con rô phi bằng hai ngón tay gãy rộp phát. Tiền ít thì lại có đòi rít hàng thơm. Tiền ít thì ra Trần Duy Hưng thôi. Ăn cái loại hàng cao cấp thì phải đắt tiền hơn. Là cái điều đương nhiên anh em ạ. Từ giờ đến Tết thì chắc đi được buổi này, may ra buổi nữa nó cùng. Lâu lắm rồi không đi câu lăng xê, suốt ngày đi câu câu lục. Nhìn cái bộ lăng xê ông tích mấy điểm, ông câu câu quay cái lưỡi rồi không vẫn còn đỉnh với ông câu thật. Ông tích là anh bảo ông ấy làm. Mới đầu ông mua 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 xong rồi về sau ông ấy tự làm được mấy lần ông câu nó dở quá xong ông lại mua. Tự làm kiểu ông đi.
ông đi mua đồ lặt vặt đấy, ông đi mua đồ lặt vặt nó đắt hơn. Ok, ông lại mua. Câu thì mà đồ thì về câu xong vứt luôn đấy. Cả năm trả dọn đồ lần nào. Nhìn đồ câu chán luôn. Cước sơn không tiền thay. Cái này hôm trước rút cái khóa linh ra làm đéo gì. Linh anh lắp vào cái bộ kia chứ còn làm gì. Kiếm cái khóa cho đây. Không chưa ông anh cho ông hòa cái mùi lời ấy á hòa lên gì à? Cho ông mấy cục thế nào ông đi ông ném cái đấy lâu rồi, đúng không lâu cái đấy anh trộn anh bỏ tủ lạnh lâu hay không thì nó thế hôm trước em hỏi ông cái mùi về ông vào lấy của anh nhưng thấy cái đấy nó ấy rồi về đeo đút tủ lạnh này. Để nó thành kiểu chuyển sang cái màu ấy lâu lâu nhiều ông lên. Ê, bạn ơi mình lấy có một bộ thôi đùa chán luôn đéo đủ tiền xăng chạy ra bưu điện bạn ơi thông cảm hai bộ mình trả gửi không chỉ một bộ các ông câu gì câu xong rồi đợi dòng cá lên xong mới lại lắm mồi à mẹ con chim khùng à chắc đồ có cái hạt đen đen này nhỉ ừ hạt thuốc bắc rồi anh trộn được anh rửa tay nhiều nhiều gì mấy hôm nữa thì anh có nổ đấy rồi không ta không chơi mấy nắm trước ba cục xuống hồ anh em nhá. Đéo nào cái máy quay nó cứ tối tối nào nhá. Chấm chấm vào màn hình lấy nét lên nước xem. Nắm trước mấy cục anh em nhá. Hy vọng hôm nay không móm. Đi câu ở cái hồ này có 100.000 thôi anh em ạ, nên là cá nó bé. Nên là cá nó bé nó không to đâu anh em. Này thì hướng dẫn quá nhiều rồi, hôm trước có một bạn hỏi ở một cục lăng xê này là bao nhiêu gam, là mấy một lạng hay là bao nhiêu đấy thì
mình trả lời một lần rồi mình bảo nó không không không, không cân bao giờ, xong lại hỏi lại mình còn đùa chứ chẳng lẽ rau hủ câu nên có nắm cục nào để bỏ lên cân cục đấy đi. Con xe của mình là 6 lưỡi nha, cái 5 lưỡi này là bị đứt một cái. Đứt một lưỡi là cắt đi. Để 5 lưỡi vẫn câu được, chả sao, nó là rảnh thì thay sao. 4 lưỡi câu được. Tại mồi nó hơi tơi nên nó nằm không chặt. Hai cái năm lưỡi ba cái năm lưỡi luôn. Mấy anh em đi đánh bom mè ấy thì anh em mới nắm to, nhưng mà chả cần thiết. Nếu mà anh em, nhiều anh em hỏi cái lăng xê là có câu được bom mè không, có câu được thì sao đâu, lắp cái phao bom mà đánh thì bình ở trên thì nó là đánh mè thôi, đánh cách mặt nước 5-70 phân. Nếu mà hồ nước nông, nước hồ nó mà có 5-70 phân thôi thì đánh lông hơn nữa đi, đánh 30-40 phân từ mặt nước đổ xuống. Đây cái tủ sách em đây. Cầm. Bỏ luôn 3 cục nữa. Xong nha anh em nha, chuẩn bị xuống hồ chiến đấu. Rồi bà con anh em đi xuống hồ thì quay tiếp. Hello bà con này, yêu anh Lăng Xê nha anh em, đến hồ rồi nha. Nắng phải chảy. Nó dọn đấy. Nó đốt, nó dọn. Chẳng phao biết mẹ. Chỗ phao lịch sử. Chỗ phao lại ngồi chỗ lục nữa đây.
trước anh câu. Ok anh em, tí xem chờ xem có gì. Ơi anh em, thì vừa mới nắm một lăng xê xong một tí rồi, thì ông chủ hồ 150k vẫy gọi. Nên là hai anh em bây giờ thu lăng xê về cái hồ 150k nhá. Lấy mồi lăng xê trộn vào câu lục. Tại vì ông ấy gọi điện, ông ấy bảo vừa mới thả cá xong thì lên câu xem có được con gì không anh em. Hồ này nước bẩn quá nên là không câu nữa. Về hồ 150k anh em nhá. Vừa thôi. Thế rồi. Sao? Ừ thế thôi. Anh em trộn mồi lăng xê xong là cuối cùng không đi câu lăng xê nữa, bỏ ra trộn lẫn mồi câu lục. Lấy mồi lăng xê trộn lẫn mồi câu lục của anh. Nhà đều đều. Mấy cái cục to to kìa. Trời dính chép dính. Ai không được nữa thì thôi. Bé mẹ cần. Được rồi đấy. Em ôm phát. Hơi hơi nắm mà không cần chặt quá đâu. Đập đập xung quanh tí thôi. Nữa. Thôi, chặt quá đéo tung ra được. Cứ ném đến đâu đến, ném nó đâu câu đấy.
Đấy là dính chép kìa. Ui, chuẩn thế. Ném phát mất cái phao luôn. Kệ, không sao, ra ngoài đi câu ở ngoài. Rồi, ok anh em, xem có kết quả gì thì tính sau anh em nhá. Mùi lăng xê mang đi bỏ câu lục, anh em thấy có buồn không? Ê, lôi anh em tí móm nha anh em nhá. Con này nó rơi khoảng gần 3 cân. Đúng một con trôi này. Nó khoảng tầm 2,6 hay 2,7. Đùa. Tí nữa thì móm mới được hai con cơ, một con chép cơ thì thằng cu cận nó dòng bong mất một con. Được một con trôi gấu ấy anh em. Đó. Vãi trưởng không? Nó thì rơi khoảng 2,6 2,7. Ok, tí móm anh em ạ. Hôm nay về hơi sớm nên ngồi hơn 5 giờ mới ngồi, bây giờ mới 8 rưỡi. 8 rưỡi về rồi. Ok anh em, hôm nay là đúng ra thì là định đi câu lăng xê. Nhưng mà loanh quanh cuối cùng lại ông chủ hồ ông ấy gọi ông kêu mới thả chép nên loanh quanh đi câu thì chả được chép được con trôi. Lấy lửa của lăng xê trộn vào mồi tạp đánh. Đúng ra thì được một chép đấy. Con trôi gầy nhom, con này con trôi đực. Ok anh em, anh em nào lấy lăng xê thì cũng bảo mình nhá. Thì mình sẽ gửi đến ngày 22 âm lịch giáp Tết đấy, thì mình sẽ dừng gửi anh em nhé. Rồi, ok. Hẹn lại anh em ở cái clip sau thì chắc là từ giờ đến Tết thì mình đi câu được buổi nữa là cùng thôi anh em. Nên là hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau nhé. Anh em có thắc mắc gì về mồi bả, về lăng xê, lấy đồ lăng xê thì cứ để lại tin nhắn, để số điện thoại mình alo.